Theo Tổng cục thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2022 ước đạt 160.200 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2022 đạt 645.300 tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán năm và tăng 13,3% so cùng kỳ năm trước. Về một số khoản thu chính, thu nội địa tháng 4 năm 2022 ước đạt 129.500 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 520.300 tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán năm và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ dầu thô tháng 4/2022 ước đạt 6.600 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 đạt 24.100 tỷ đồng, bằng hơn 85% dự toán năm và tăng hơn 93% so với cùng kỳ năm trước. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 4/2022 ước đạt 24.100 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 đạt 100.900 tỷ đồng, bằng gần 51% dự toán năm và tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi ngân sách nhà nước lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt 470.200 tỷ đồng, bằng hơn 26% dự toán năm và tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm trước.